Vâng, xin chào quý vị các bạn. Hôm nay là ngày 25 tháng 6 năm 2016. Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi trân trọng giới thiệu với quý vị chiếc tủ kệ TV có kích thước 2m34 bằng gỗ vụ, 100% bằng gỗ vụ. Và chiếc kệ TV này đồ gỗ Thành Luân chúng tôi cũng làm theo đơn đặt hàng của anh Ngọc, anh ở Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội. Đây, chiếc tủ kệ này là tủ kệ gỗ vụ 100% bằng gỗ vụ và bốn cánh đục chạm thủ công bằng tay, đục tùng cúc trúc mai. Và cái ngăn kéo hai bên là hai ngăn kéo đục dưa sóc, chân đục bông hoa hồng. Và nói đến cái kệ này, khi quý vị nhìn trên mình mà thấy cái kệ này, quý vị có thể thấy ngay được là cái sản phẩm của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi rồi. Và chúng tôi cũng đã đăng ký bản quyền đồ gỗ Thành Luân của cái kệ này, nên là quý vị xem thấy cái sản phẩm này đã biết ngay là của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi rồi. Sở trường của chúng tôi là các cái hàng đục thủ công. Và bây giờ đi vào đường nét chi tiết thì chúng tôi cũng xin giới thiệu thêm là cái kệ này là chúng tôi làm theo yêu cầu của anh Ngọc, anh ở Tráng Việt, Mê Linh, thành phố Hà Nội vào hôm nay 25 tháng 6 2016. Và theo yêu cầu của anh thì là anh cũng muốn lấy mộc. Chiếc tủ kệ này là anh muốn lấy mộc, và thực sự là bây giờ chúng tôi cũng đã xong phần mộc rồi và hoàn thiện xong phần dây giáp rồi. Và bây giờ chuẩn bị để bốc lên xe để bàn giao cho anh Ngọc. Chiếc kệ này thực sự là chúng tôi là cũng là làm tương đối lâu. Theo cái đơn đặt hàng của anh thì là tương đối lâu, anh đặt hàng chúng tôi ngoài 2 tháng tôi mới làm được. Cũng thực sự là xin lỗi và mong anh thông cảm. Đó. Tôi sẽ quay toàn bộ tổng thể cái chiếc kệ này để quý vị thấy được cái đường nét cũng như là đường nét đục chạm. Chúng tôi xin nhắc lại hôm nay là 25 tháng 6 2016. Chúng tôi quay video clip chiếc tủ kệ TV có kích thước 2m37, thường gọi là 2m4 đấy, bốn cánh đục thủ công bằng tay, chân đục bông hoa hồng và ngăn kéo đây. Trước tiên đi vào cái ngăn kéo chúng tôi đục của dưa con sóc là rất tinh xảo, đục chạm thủ công 100% bằng tay. Đây, ngăn kéo rút ra đây, quý vị thấy đây. Cánh này tùng cúc trúc mai, quý vị đọc từ phải qua trái. Đây, bên này bên trái tôi quay cánh mai tiếp và khóa đây, mở ra run là bắt lúm đồng đây, rất đẹp. Đấy, quý vị thấy đây, ở phía trong ngoài này đồ gỗ Thành Luân chúng tôi làm rất kỹ lưỡng. Đấy, quý vị có thể thấy đây. Đấy, quý vị thấy đây, ở đây là cây trúc đây và cây cúc đây, quý vị là cái tùng cúc trúc mai. Đấy, quý vị thấy đây. Bình thường thì các cái tủ thì chúng tôi là khoét lỗ để dây điện kia, nhưng mà thực chất là theo yêu cầu của anh Ngọc, anh không muốn khoét, anh muốn để nguyên và để chơi mộc. Anh cũng là một khách hàng rất chi kỹ tính. Anh đã về đến đồ gỗ Thành Luân, thực sự là hôm đấy anh về đặt hàng là lúc 5 giờ sáng. Anh đi xe máy 5 giờ sáng về đến đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Thực sự cũng không giấu gì, lúc đấy đồ gỗ Thành Luân tôi vẫn còn đang say sưa trong giấc ngủ. Đây, quý vị thấy đây, đây là cây tùng. Toàn bộ cánh này chúng tôi là làm dày 2 phân, đục thủ công bằng tay. Đây. Ngăn kéo này, ngăn kéo đục dưa sóc. Và bên cạnh đây là đội ngũ thợ chúng tôi đang hoành chế giáp cái bộ bàn ghế Louis gồm có 9 thứ đây, gỗ gụ Gia Lai, và phía ngoài kia phía xa bên này nhóm thợ chúng tôi đang cạo lạo bộ bàn ghế gỗ hương, bộ bàn ghế ăn bằng gỗ hương, 8 ghế một bàn, hàng VIP, hàng thửa cực kỳ dày dặn. Quay trở lại với chiếc kệ TV này thì đồ gỗ Thành Luân tôi cũng xin được tạm dừng video clip ở đây và xin trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi, và xin chào hẹn gặp lại quý khách trong những clip sau. Chúng tôi cũng xin giới thiệu lại đây chiếc kệ TV cột nho kích thước 2m37, bốn cánh đục chạm thủ công bằng tay, dày 2 phân đục thủ công bằng tay và chân đục bông hoa hồng, hai bên là hai ngăn kéo đục dưa sóc rất là tinh xảo. Đây, quý vị thấy đây, đường nét này đúng bục bông hoa hồng đây, rất chi là tinh xảo và có hồn. Thôi, xin cảm ơn quý vị và xin
Trân trọng quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau. Quý vị có nhu cầu liên hệ chúng tôi hai số điện thoại 0972 770888 hoặc 0967 110389. Trân trọng cảm ơn.